Nương lực Phổ Hiền Bồ Tát để tiến tu. Trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát thứ 28 của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng hành giả nương theo lực của Phổ Hiền Bồ Tát mà tu hành thì sẽ được những công đức bất khả tư nghị. Nghe Phật dạy như vậy, tôi thường suy nghĩ về yếu nghĩa tiềm ẩn trong phẩm Phổ Hiền để ứng dụng vào cuộc sống tu hành. Không phải tụng suông mà không được gì. Cái được mà tôi muốn nói là sở đắc tu chứng được, không phải tài sản vật chất. Vì gồng gánh vật chất nhiều thì càng nặng lòng, khổ công nhọc sức, khó tu. Cái được quan trọng theo Phật dạy là được giải thoát. Người tu phải đạt cho được quả vị thấp nhất là không buồn, giận, lo, sợ. Từ tâm thanh tịnh giải thoát, chúng ta mới quán sát thật tướng các pháp, nghĩa là thấy xa, hiểu rộng. Và điều thứ ba, chúng ta được công đức hay thánh tài vô tận. Đức Phật cho biết rất nhiều Bồ Tát được ba thành quả này. Ngày nay, bước theo dấu chân Phật, chúng ta cần nỗ lực phát huy ba việc chính là giải thoát, trí tuệ và năng lực tu chứng. Tu thế nào để được ba sở đắc như vậy? Mở đầu phẩm 28, Phật giới thiệu Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, oai đức vô song cùng chúng Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi, đến Kỳ Xà Quật, ra mắt Thích Tôn và Bạch Phật. Thế lực của Phổ Hiền tuyệt vời như vậy. Vì thế, Đức Phật khuyên chúng ta nên tụng phẩm Phổ Hiền, hiểu hạnh Phổ Hiền, nương tựa lực Phổ Hiền để thực hiện hạnh Phổ Hiền trên bước đường tu. Thật vậy, tu hành ở Ta Bà là môi trường tràn đầy khó khăn, nguy hiểm dễ sợ. Chúng ta cần có người nương tựa để tu, nhất là ni giới. Phật dạy chúng ta nên nương theo Phổ Hiền. Một vị Bồ Tát có oai đức lực vô song thì sẽ vượt qua các chướng ngại, hiểm nguy và còn được nhiều công đức hơn nữa. Tuy nhiên, có ba hình ảnh Phổ Hiền khác nhau. Một là Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Quán Phổ Hiền có năng lực vô cùng tận. Hai là lực giải thoát bất tư nghị của Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm. Và ba là Phổ Hiền trong Kinh Pháp Hoa. Kết hợp được ba lực của Bồ Tát Phổ Hiền ở ba bộ kinh nói trên, nhất định nương được Phổ Hiền lực trên nhân gian đạt kết quả mỹ mãn. Nương vào lực Phổ Hiền trên nhân gian nghĩa là chúng ta nương với người có thế, có lực để tu. Thí dụ chùa của Chư Ni không cách xa chùa của Chư Tăng. Vì quý vị cần nương theo trí tuệ, đức hạnh và sự chỉ bảo giúp đỡ của Chư Tăng để được an lành mà tiến tu. Ngoài ra, sinh hoạt của chùa chúng ta được chính quyền sở tại giúp đỡ, bảo đảm an ninh là sự thuận lợi cho việc hành đạo. Và chúng ta tu hành cũng cần nương vào đàn diệt tín tâm. Nhờ Phật tử quý mến, nhiệt tình ủng hộ, chúng ta được an ổn để hành đạo. Chúng ta kết hợp được ba lực Phổ Hiền trên nhân gian như vậy mới tạo thế ổn định và phát triển đạo Pháp. Không phải chỉ nghĩ đến Phổ Hiền của Kinh Quán Phổ Hiền và Kinh Hoa Nghiêm mà quên mất Phổ Hiền trên thực tế cũng không làm được ba việc như trên. Ba lực Phổ Hiền trên nhân gian quyện vào nhau giúp chúng ta dễ tạo công đức. Từ nguồn lực vô biên của Phổ Hiền Bồ Tát ở dạng siêu hình đưa vào thực tế, kinh qua việc tu hành của chúng ta mới có được bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Thật vậy, Phổ Hiền nhắc chúng ta phải tu 10 hạnh nguyện Phổ Hiền. Các chùa sau mỗi thời kinh đều đọc 10 đại nguyện này. Thiết nghĩ lực vô tận của Kinh Quán Phổ Hiền thì quý vị chưa giới tới. Vì vậy, mỗi ngày đọc 10 hạnh Phổ Hiền để hiểu, để nhớ, để tu sẽ tiếp nhận được ba thế lực nhân gian là Chư Tăng, quần chúng và chính quyền ủng hộ. Nếu chỉ đọc suông 10 hạnh Phổ Hiền mà không tu, không thực hiện 10 hạnh này trong cuộc sống thì không thể có công đức. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, nhờ tu 10 hạnh Phổ Hiền, nhận được lực Phổ Hiền trên nhân gian mới thành tựu được nhiều Phật sự. Lời Phật dạy rất thật, rất đúng. Vì chúng ta không hiểu, không áp dụng đúng nên kết quả không tốt. Phật dạy rằng làm được trọn vẹn 10 hạnh Phổ Hiền sẽ thấy Phật hiện tiền, không nhập diệt.
tất yếu chúng ta cần suy nghĩ và làm cho được 10 hạnh phổ hiền. Chúng ta bắt đầu thực hiện từng việc một theo phổ hiền là tu hành phổ hiền. Tôi xin nói sơ về hạnh hồi hướng, pháp giới chúng sinh, nghĩa là khắp các loài hữu tình hoặc những người mà chúng ta tiếp xúc quen biết đều hồi hướng cho họ. Trong cuộc sống, ai cũng có người thương và người ghét, đó là chuyện bình thường. Người ủng hộ chúng ta ngày nay là người bạn đồng hành, đồng sự với chúng ta trong quá khứ. Tôi tin chắc như vậy. Tôi có nhiều đệ tử vì họ cùng tu pháp qua với tôi trong quá khứ, tái sanh lại đời này, họ tu học theo tôi. Đối với người cùng chung chí hướng, hạnh nguyện, chúng ta trân trọng hồi hướng cho họ, nghĩa là nuôi dạy, giúp họ thăng hoa, đừng đòi hỏi gì ở họ. Quý ni phải nhớ ý này, đừng phạm sai lầm. Có người cúng dường một số tiền lớn để chúng ta xây chùa, không nên nghĩ rằng chúng ta may mắn, sung sướng. Phải quán tưởng xem số tiền này đi từ đâu đến. Phật, Bồ Tát ban cho chúng ta, hay người này mắc nợ chúng ta trong quá khứ, nay mang trả. Tôi thường quán sát như vậy. Nếu Phật sai họ mang đến để làm việc gì, thì làm đúng việc đó, không làm khác. Thí dụ tôi thăm hai trường hạ ở Hóc Môn, nên Phật khiến người tín tâm đem tiền để cúng dường, để tôi cúng trường hạ. Thấy rõ và làm đúng việc này, tôi được một công đức nhỏ là công đức chuyển giao. Hoặc người thiếu nợ chúng ta trong quá khứ, nay họ cúng dường, nói đơn giản, chúng ta đã thọ hưởng phước báo đã tạo đời trước, còn nhận tiền cúng rồi giữ riêng, không phải đệ tử Phật. Người này cũng nhờ phước có sẵn, người mới tin thì mới gạt được họ. Nhưng khi đã làm việc xấu, mất uy tín, có kêu gọi, người ta cũng không tin nữa. Đối với người phỉ báng gây trở ngại, chúng ta cũng quán sát để biết rõ mà xử sự. Một là người làm trở ngại việc tu hành mà chúng ta trân trọng nhất là Bồ Tát nghịch hạnh, hay gặp hoàn cảnh khó, trí chúng ta mới sáng ra. Theo tôi, Bồ Tát lớn hiện thân ác ma để thử thách, rèn luyện cho chúng ta đủ năng lực vượt qua nghịch duyên. Thực tu thì đe dọa không sợ, cám dỗ cũng không vấp ngã. Hòa thượng Thiện Hoa thường dạy rằng, vì có người giữ mà người lành mới nên. Người xử sự tệ nhưng chúng ta vẫn tốt được thì chúng ta là đệ tử chân chánh của Phật. Trên bước đường tu, tôi trưởng thành vì gặp quá nhiều thử thách trong cuộc sống. Ngoài ra, đối với người thường phá hại, chúng ta cũng biết đó là túc nghiệp quá khứ mà chúng ta đã tạo ra. Thí dụ Hòa thượng Hồng Pháp cho biết, Ngài nhập định thấy bị một người miên giết chết, vì đời trước Ngài là viên tướng đã giết nhiều người. Thực tế cũng xảy ra đúng như Ngài báo trước. Một người thường mang thức ăn đến cúng dường Hòa thượng đã nói rằng hắn ta phải giết Hòa thượng, vì quá thương Ngài, nếu để người khác giết Ngài thì uổng. Tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này không có gì ở ngoài lý nhân quả. Tu hạnh hồi hướng theo phổ hiền, đối với người thuận theo, cùng hợp tác, chúng ta trân trọng, hồi hướng cho họ. Nhưng với người nghịch lại, thích chống phá, chúng ta càng trân trọng hơn để trả oan nghiệp đời trước, trả dứt món nợ, tái sanh không gặp trở ngại này nữa, và điều tốt lành tự đến. Thực hiện tinh thần Phật dạy, thành tựu được hạnh phổ hiền, sẽ nhận được lực phổ hiền, là những người đạo đức, trí thức, người có thế lực và quần chúng trên nhân gian ủng hộ, trợ giúp chúng ta thành công mọi việc. Mong quý vị tụng pháp hoa, hiểu ý nghĩa sâu xa, ứng dụng, đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Bài giảng tại trường hạ chùa Pháp Đạt, Chi, ngày 1 tháng 7 năm 2004. Sống vô ngã, vị tha. Đến thăm trường hạ này, tôi tán thán sáng kiến mới của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Mùa an cư năm nay, lần đầu tiên quý vị đã tổ chức được một trường hạ rất lớn, tập trung tăng ni trên 1.000 người. Từ trước đến nay chưa có chùa nào có sức chứa đông đến thế. Nhớ lại xưa kia, Hòa thượng Thiện Hòa đã viếng thăm chùa Tổng Trì ở Nhật Bản. Ngài về nước mới có ý xây dựng một ngôi đại tự của Phật giáo Việt Nam. Lúc đó, Ngài đang làm trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Việt Nam
và Ngài xin khai khẩn 100 mẫu đất nơi đây để xây dựng Đại Tùng Lâm. Nhưng mãi đến năm nay, Phật lịch 2548, chúng ta mới thực hiện được tâm nguyện của Hòa Thượng Khai Sơn. Tôi rất mừng khi thấy chư Tăng Ni nơi đây đã an tâm tu học trong một tháng qua. Tôi tin rằng trong tương lai, quý vị sẽ hoàn thành ý nguyện ban đầu của Hòa Thượng là xây dựng được Đại Tùng Lâm như một ngôi chùa chung tiêu biểu cho Phật giáo Việt Nam. Muốn được như vậy, thiết nghĩ phải nhờ sự hy sinh, đoàn kết của ban trị sự tỉnh nhà cũng như của các thành viên trong toàn tỉnh. Ngoài ra, tất cả chúng ta cần sống theo lời di huấn của Phật, lấy giải thoát làm việc chính yếu và phải sống vô ngã vị tha. Chúng ta cùng hướng tâm đến mục tiêu chung là phụng sự Phật Pháp, vô ngã hoàn toàn mới xây dựng được ngôi đại tự. Chúng ta không nghĩ chùa này là của riêng ai mà là của Phật giáo. Nghĩ như vậy, chúng ta hết lòng phụng sự thì chắc chắn chùa hoàn thành được. Tôi rất ủng hộ tâm niệm của Thượng tọa Quảng Hiển. Thượng tọa nhận thấy Phật giáo Đài Loan xây dựng được Phật Quang Sơn có tầm cỡ quốc tế, nên hạ quyết tâm xây dựng một ngôi đại tự của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, việc này không thể một người làm được, cần có sự quyết tâm của mọi người. Tất cả chúng ta cùng chấp nhận nhau, trao đổi với nhau kinh nghiệm sống và truyền bá Phật Pháp là bước ban đầu. Và bước kế tiếp còn nhiều khó khăn. Nếu chúng ta còn một chút chấp ngã thì khó thành tựu tốt đẹp. Tôi có nhân duyên với tỉnh này. Mặc dù tôi chịu trách nhiệm hoằng pháp chung của giáo hội, nhưng Đại Tùng Lâm có sự gắn bó với chùa Ấn Quang của Hòa Thượng Thiện Hòa. Vì thế tôi vẫn coi mình là một thành viên của Đại Tùng Lâm. Điều thứ hai là tôi xây dựng ba ngôi chùa ở núi Thị Giải là chùa Liên Trì, Hồng Phúc và Linh Sơn Bửu Thiền hay chùa Tổ. Vì tôi vốn xuất thân từ đó nên tôi đã phục hồi những ngôi chùa này. Tôi nghĩ Linh Sơn Bửu Thiền ở Thị Giải cũng có sự gắn bó với Đại Tùng Lâm, và Tăng Ni ở Đại Tùng Lâm có thể coi Linh Sơn Bửu Thiền là nơi thư giãn hay thực tập thiền quán để tìm về cội nguồn của mình. Tôi có một số việc muốn chia sẻ với quý vị. Sau một Phật đản, tôi đã có chuyến công du sang Mỹ. Trong phái đoàn, tôi và Thượng tọa Thiện Tâm đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, cũng có hai linh mục đại diện cho Thiên Chúa giáo và một mục sư của Đạo Tin Lành. Trước tiên, tôi đến thăm hai tổ chức Phật giáo ở thành phố New York mà cả hai vị lãnh đạo của hai tổ chức này đều thuộc Phật giáo Nhật Bản. Một vị thuộc Pháp Hoa Tông của Nhật. Đối với tôi, vị này thân tình vì cùng một tông nên hiểu nhau và sinh hoạt cởi mở chân tình. Vị này giáo hóa được một số người Mỹ, độ họ xuất gia tu hành. Họ đã từng tham chiến ở Việt Nam trước kia nên có mặc cảm tội lỗi vì sanh ở Mỹ nhưng lại ném bom giết hại người Việt Nam. Vì vậy, họ tự thấy có tội mới quyết tâm tu để sám hối. Theo tôi, giáo hóa được những người Mỹ này giúp họ nhận ra sự sai lầm của bản thân, đó là việc làm không đơn giản. Các nhà sư Mỹ này nhờ tôi về Việt Nam xin phép xây dựng ngôi chùa Hòa Bình ở Củ Chi, là nơi diễn ra chiến tranh tàn khốc. Các ông sẽ vận động những binh sĩ đã tham chiến ở Việt Nam đóng góp xây dựng chùa để thể hiện sự thành tâm sám hối của họ và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vĩnh viễn hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng đến thăm một tổ chức khác của Phật giáo ở New York mà đứng đầu là nhà sư của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Họ cũng có cảm tình với Phật giáo chúng ta. Sau đây là kinh nghiệm tôi đi làm đạo muốn chia sẻ với quý vị. Thông thường, tăng ni chúng ta tu pháp môn gì thì coi pháp đó làm nhất. Có như vậy mới hết lòng với pháp tu được. Tuy nhiên, nghĩ như thế thì liền rơi vào chấp ngã, cho ta là nhất và chấp pháp, coi pháp tu của mình là hơn hết. Tất nhiên, việc đụng chạm với người tu pháp khác là điều không thể tránh khỏi. Theo tôi, tăng ni gặp nhau mà cứ tranh cãi về pháp tu thì nguy hiểm vô cùng. Thực tế lịch sử cho thấy Tịnh Độ và Pháp Hoa Tông của Nhật Bản đã từng chống nhau đến độ giết nhau chỉ vì chấp ngã, chấp pháp quá nặng. Pháp Hoa Tông chủ trương không thể nào chấp nhận Tịnh Độ vì họ lý luận rằng sanh ở Ta Bà,
theo Đức Thích Ca là giáo chủ Ta Bà và là công dân nước Nhật thì phải phụng sự nước Nhật, phải xây dựng thế giới Ta Bà, không thể bỏ Phật Thích Ca mà về tịnh độ của Đức Di Đà. Nếu tôi giữ lập trường này của họ thì không thể nào hòa với người tu của tịnh độ, và nhất là tịnh độ chân tông mà tôi đã tiếp xúc, trao đổi trong chuyến thăm vừa qua. Theo tôi, thực sự tu Pháp Hoa cần nhớ rằng Phật dạy phải quan sát xem người mà ta thân cận, họ nghĩ gì, muốn gì và có thể làm được gì. Thực hiện tinh thần vô ngã, không nghĩ ta thế này thế nọ và muốn người khác phải theo ý ta. Trái lại, thấy rõ ý của người, họ muốn gì thì ta tùy thuận làm theo, chấp ngã, chấp pháp, cứ lấy ý mình áp đặt cho người, sẽ chuốc lấy khổ đau. Gặp nhà sư quyết định về tịnh độ, không muốn ngó lại Ta Bà, thì nói chuyện với họ, tôi cũng đặt tâm trạng mình được sống trong một thế giới an vui thực sự như vậy, và cũng mong ước mọi người được sống trong cảnh cực lạc ấy. Chia sẻ với ông điều đó khiến ông rất vui. Ngoài ra, tôi cũng kể cho ông nghe về người bạn thân của tôi là nhà sư của tịnh độ Nhật Bản. Ông này bị ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói rằng không thể sống. Nhưng ông sang thăm tôi, mỗi sáng ăn mấy quả chanh và phơi nắng, chiều nhìn mặt trời lặn, nghĩ đến Phật Di Đà ở phương Tây. 3 tháng sau thì ông khỏe mạnh bình thường, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Ông này hết lòng tin tưởng Phật Di Đà và nghĩ đến Ngài, nên được Phật lực gia bị, được lành bệnh hiểm nghèo mà chính bác sĩ không cứu được. Nghe tôi kể như vậy, nhà sư tịnh độ chân tông rất hài lòng, vì tôi biết ông có niềm tin tuyệt đối với Phật Di Đà và tin rằng Đức Phật này có năng lực bất tư nghị. Vì thế, dù chúng ta có tạo nghiệp bao nhiêu đi nữa, nhưng nhất tâm niệm Phật Di Đà thì cũng được giảng sanh tịnh độ. Tôi chia sẻ ý này với ông. Bạn tin vậy, mình tùy hỷ với họ, làm họ vui lòng, đừng tìm cách chống nhau, không lợi ích gì cho ai cả. Nếu chúng ta tìm mâu thuẫn của nhau thì chắc chắn dẫn đến phá hại nhau, rồi cả hai cùng tan rã. Nên tìm điểm hợp nhau để cảm thông, thích ứng được với nhau thì mới phát triển được việc làm của ta và người. Kế đến, tôi sang thăm tổ chức Hội đồng Tôn giáo vì Hòa bình bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Ở đây tôi gặp nhiều nhà tôn giáo thuộc đạo Tin Lành, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo. Tất cả những người này dù thuộc các tôn giáo khác nhau hoàn toàn, nhưng họ đã hợp tác với nhau để thành lập một Hội đồng Tôn giáo vì Hòa bình làm cố vấn cho Liên Hiệp Quốc. Khi có vấn đề xảy ra liên hệ đến tôn giáo, họ sẽ góp ý cho Liên Hiệp Quốc. Hầu hết các nhà lãnh đạo tôn giáo của tổ chức này đều có học vị cao, tối thiểu là thạc sĩ. Theo tôi, các nhà lãnh đạo của nhiều tôn giáo hoàn toàn khác biệt như vậy mà còn hòa hợp được với nhau, cùng làm việc chung để đưa đến ý kiến thống nhất của các tôn giáo, góp phần giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới. Trong khi chúng ta cùng là Phật giáo mà lại không hòa hợp, không chấp nhận nhau được, thì quả là rất vô lý. Quan niệm ngày nay trên thế giới là muốn tồn tại phải hòa hợp, cùng cộng tồn không thể khác. Vì thế nhân loại đang hướng đến thế kỷ mới là thế kỷ hòa hợp. Và đặc biệt, người ta coi đạo Phật là đạo dễ hòa hợp nhất, dễ được nhiều người chấp nhận nhất. Họ đề cao Phật giáo như vậy vì họ đã nhận ra nét tinh ba của giáo lý đạo Phật là vị tha vô ngã. Tinh ba này dĩ nhiên vô cùng cần thiết cho sự hòa hợp các tôn giáo khác biệt nhau. Và họ đã giao trách nhiệm liên hệ với các tôn giáo của nhiều quốc gia cho nhà sư Sugino thuộc Phật giáo Nhật Bản. Ông rất vui khi gặp tôi và nhờ tôi về nước liên hệ với chính phủ để Phật giáo Việt Nam cử người đại diện tham gia Hội đồng Tôn giáo Thế giới. Theo ông, Phật giáo Việt Nam xứng đáng có tiếng nói trong tổ chức này, vì giáo hội chúng ta là tổ chức duy nhất thống nhất được trên 40.000 tăng ni cùng sinh hoạt, trong khi chưa có Phật giáo nước nào làm được như vậy. Chúng ta cần tham gia để đóng góp tiếng nói của Phật giáo Việt Nam cho việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Như vậy,
ba tổ chức mà tôi đã tiếp xúc và trao đổi đều có cảm tình với chúng ta vì nghĩ rằng chúng ta mang tinh thần vị tha vô ngã. Với Phật giáo, chúng ta nên suy nghĩ về điều này để sinh hoạt với nhau và cũng để quan hệ tốt với tất cả thành phần xã hội không phải là Phật giáo. Tinh thần này tôi muốn chia sẻ và nhắc nhở quý vị trong mọi việc làm của chúng ta. Sau đó, tôi đến thăm hội đồng nhà thờ của Mỹ, có khuôn viên sinh hoạt rất rộng lớn mà đại tùng lâm của chúng ta so với họ không thấm vào đâu. Vào khu đó mà không có người hướng dẫn thì không biết đường đi, vì rộng mênh mông, với nhà lầu cả chục tầng. Hội đồng này điều hành tất cả nhà thờ Tin Lành của cả nước Mỹ với 60 triệu tín đồ. Họ cũng vui vẻ mời chúng tôi dùng cơm chay. Tiếp theo, chúng tôi sang Washington, thủ đô Mỹ, tiếp xúc với Hội đồng Giám mục là tổ chức của Thiên Chúa Giáo. Họ cho biết ở Mỹ chỉ có 40 triệu tín đồ theo đạo Thiên Chúa và cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi nghĩ rằng học của người rồi suy nghĩ việc của mình. Tại sao đạo Tin Lành phát triển mạnh? Tôi thấy đạo Thiên Chúa ở mặt nào đó cũng giống đạo Phật chúng ta nên không thể phát triển mạnh. Đó là họ và ta đều đào tạo tu sĩ. Tu sĩ của họ cũng như của ta đều có đời sống phạm hạnh, không lập gia đình. Thực tế cho thấy chúng ta đào tạo tu sĩ mất 50 năm và trải qua một thời gian dài nữa mới lên đến thượng tọa. Nhưng nếu thượng tọa này hoàn tục thì kể như chúng ta mất trắng. Vì thế đào tạo tu sĩ thì nhiều và tốn thì giờ, tốn công của, nhưng lại dễ mất dù có giữ kỹ trong chùa. Và người càng tốt, càng giỏi, có ngoại hình dễ coi hoặc nhờ được thì lại càng dễ mất hơn. Đạo Phật và đạo Thiên Chúa giống nhau ở điểm này. Trong khi mục sư đạo Tin Lành có gia đình hẳn hoi, họ đào tạo mục sư đơn giản, không bị mất tu sĩ mà lại còn phát triển thêm. Vì khi một mục sư qua đời thì con của họ tiếp tục làm mục sư. Đạo Phật chúng ta phải nghĩ cách tồn tại. Theo tôi, chúng ta không nên phát triển nhiều tu sĩ, nhưng nên phát triển giới cư sĩ. Vì thực chất của tu sĩ đòi hỏi nhiều điều khó vô cùng. Thí dụ đơn giản như đối với việc ăn chay, không phải ai cũng làm được. Cơ thể của người không thích hợp với thức ăn chay mà họ bị bó buộc ăn thì bệnh sẽ phát sanh. Lại thêm, người tu phải tuân thủ giới luật khắt khe nên nhiều người không giữ được. Thiết nghĩ phát triển cư sĩ càng đông, đạo Phật càng dễ tồn tại. Ngoài ra, điều quan trọng là tu sĩ ít, nhưng thực chất mỗi tu sĩ phải lãnh đạo được một số người, ít nhất cũng độ được 50 tín đồ. Chúng ta có nhiều tu sĩ, nhưng có ít tín đồ. Trao đổi với các vị lãnh đạo Thiên Chúa Giáo, họ cho tôi biết rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam có 60 vị và có hơn 2.000 linh mục. Như vậy, cả nước ta chỉ có 2.060 tu sĩ Thiên Chúa, nhưng họ lại nắm được đến 8 triệu tín đồ. Linh Mục Danh là người cùng đi trong đoàn với tôi sang Mỹ. Ông chịu trách nhiệm quản lý 3.000 tín đồ ở nhà thờ Thị Nghè. Linh Mục Thẩm ở Nam Định thì có 5.000 tín đồ. Như vậy một linh mục đã nắm được 5-3.000 tín đồ, trong khi Phật giáo chúng ta có trên 40.000 tu sĩ và trên 10.000 tự viện, nhưng không biết nắm được bao nhiêu tín đồ. Ông trưởng ban tôn giáo nói với tôi rằng, theo thống kê của nhà nước thì số tín đồ của Phật giáo có gần 10 triệu, của Thiên Chúa Giáo hơn 8 triệu và của Tin Lành là 1 triệu. Phật giáo chúng ta có 10 triệu tín đồ, chứ không phải là 80% dân số như chúng ta thường tuyên bố mà lại không thể nắm được. Cư sĩ Phật giáo chúng ta lạ lắm. Cần thì xưng là Phật tử, không cần thì chính họ cũng không coi họ là Phật tử. Tu sĩ chúng ta cứ tu, ai cúng thì nhận, không cúng thì thôi. Phật tử nhớ thì đi chùa, không nhớ thì không đi. Năm 1963, khi phong trào tranh đấu của Phật giáo lên cao, tôi phụ trách phong trào sinh viên học sinh. Chỉ trong một tuần, tôi cấp 2 vạn thẻ tín đồ, ai cũng quy y, kể cả cán bộ, và tôi cũng quy động được cả vạn tín đồ trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó, không ai nhớ mình là Phật tử. Phật giáo chúng ta ít quan tâm đến vấn đề này, nhưng không quan tâm thì các thầy coi chừng mình bị mất lần tín đồ.
trong khi các tôn giáo khác đặt nặng việc này. Điển hình là trước năm 1975, đạo Tin Lành chỉ có hơn 100.000 tín đồ. Nay họ chính thức nắm được 800.000 tín đồ, là họ đã phát triển rất nhanh mà ta cứ tưởng họ không phát triển sau ngày đất nước được giải phóng. Đạo Phật thành lập giáo hội sớm nhất, còn đạo Tin Lành năm 2000 mới chính thức hoạt động, nhưng họ đã âm thầm phát triển nhanh như vậy. Quý thầy cô nên suy nghĩ để tồn tại, cần ý thức rằng số tín đồ theo đạo Phật phải được gắn bó với đạo qua sự lãnh đạo của tăng ni chúng ta. Chính Đức Phật đã dạy rằng mỗi tỳ kheo nên đi một hướng để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của chúng ta. Phật cấm chúng ta làm rẫy, không được buôn bán, không làm chính trị. Phật chỉ cho phép chúng ta làm một việc duy nhất là giáo hóa chúng sanh. Vì thế, mỗi thầy tự kiểm lại xem trong một đời giáo hóa được bao nhiêu người. Nếu chúng ta bỏ quên việc chính yếu là giáo hóa chúng sanh, lại lấy việc phụ làm chính, chắc chắn đạo Phật sẽ bị mai một theo thời gian. Việc thứ hai tôi muốn lưu ý tăng ni là lâu nay chúng ta học giáo lý từ chương và tu hình thức, nên không đạt được kết quả tốt đẹp. Tu hành cần phải có dụng công của chúng ta để thực sự được thành quả. Mà thành quả này là gì? Theo tôi, trước nhất là chúng ta có đoạn trừ được phiền não, dứt được tâm bệnh hay không? Thứ hai là có khắc phục được thân bệnh hay không? Khắc phục được thân và tâm là việc chính, chứ không nên tu hình thức. Nặng hình thức thì sẽ bóp chết nội dung. Chúng ta khổ vì bị hình thức ràng buộc, từ đó tâm bệnh và thân bệnh sanh ra. Trên bước đường tu, căn bản là học giáo lý, tìm nghĩa sâu trong kinh, và tu là phải ứng dụng được giáo lý cho đạt kết quả tốt. Ứng dụng giáo lý trong cuộc sống khác với học từ chương. Học từ chương là học tất cả kinh, nhưng không nắm được nghĩa sâu và cũng không ứng dụng được trong đời sống thường ngày. Vì thế, rơi vào hình thức, tu rất cực khổ nhưng không đạt được kết quả tốt nào cả. Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng, một câu, một kệ, cho đến chỉ một niệm tâm, phải thực hiện được lợi ích cho mình và người. Một số tăng ni nghĩ tụng kinh không lợi ích nên lười tụng kinh, chỉ tụng hình thức lấy lệ. Một số người lại nghĩ ngồi thiền không lợi ích nên không thiền nữa. Ở chùa bị thiền chủ hay trụ trì bắt buộc tụng kinh thì tụng bằng miệng, còn lòng thì ngán sợ. Đó là tu hình thức nên không có kết quả tốt đẹp. Phải nhắm vô lợi ích trong kinh mà thực hiện từng việc. Tôi tu Pháp Hoa chủ yếu tìm nghĩa lý sâu xa tiềm ẩn trong kinh. Với tôi, câu nào cũng có nghĩa hay. Thí dụ nửa bài kệ: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Chỉ một nửa bài kệ thôi, nhưng có nghĩa vô cùng quan trọng. Đọc câu thứ nhất, thị pháp trụ pháp dị, tôi nghĩ các pháp ở thế gian là như thế. Theo đuổi nó chỉ làm khổ cho ta mà thôi. Kẹp với nó thì bị nó ràng buộc mãi. Đơn giản như chúng ta tự nghĩ mình phải bảo vệ Phật giáo, thì ý thức bảo vệ đó sẽ đụng với những ý thức khác. Đức Phật đã dạy rằng các pháp do duyên sanh. Cái này sanh thì cái kia sanh, là pháp thế gian tự nhiên như vậy. Để cho nó vận hành một cách tự nhiên thì nó tự sanh tự diệt, chúng ta sẽ được giải thoát. Gặp sư tu tịnh độ hay thiền hoặc Pháp Hoa, chúng ta tùy thuận theo họ, vì biết rõ pháp nhĩ như thị. Tại sao chúng ta muốn họ tụng kinh trong khi họ muốn ngồi thiền? Với người thích kinh hành niệm Phật, hãy để họ làm như vậy, đừng gây phiền phức cho họ. Người tin rằng sẽ được về cực lạc, trong tâm họ đang nở hoa an vui, thì không nên phá mất thế giới an lành này của họ. Các pháp như thế, chúng ta cứ để yên nó như thế là hằng thuận, bứng nó đặt chỗ khác không được. Câu thế gian tướng thường trụ nhằm chỉ tam bảo tồn tại trong sự tu hành của chúng ta, trong niềm tin của quần chúng. Và sự tồn tại phát triển thì đa dạng, vị tu sĩ này trì chú, vị khác ngồi thiền, vị nọ niệm Phật, giảng kinh, vân vân. Mọi người đều có việc làm khác nhau nhưng đều là Phật sự. Mỗi người một việc, nhưng ở bất cứ nơi nào, trong ngành nghề nào
cũng có sự hiện diện của Phật giáo chúng ta. Tất nhiên, giới Phật giáo này không phải chỉ toàn là người mặc y vàng hay y nâu y lam. Vào công sở thì người theo Phật giáo phải đóng vai công chức, vào công trường phải là người công nhân, ở trường học là sinh viên hay giáo viên, vân vân. Tướng tam bảo thường trụ trong công chức, công nhân, sinh viên, giáo viên hay tu sĩ, vân vân. Đó là ý nghĩa mà Kinh Pháp Hoa muốn dạy làm sao cho tất cả người thế gian tin Phật, sống theo tinh thần Phật dạy là Phật Pháp tồn tại lâu dài và tồn tại với mọi hình thức khác nhau, không phải chỉ có một hình thức cố định. Trên bước đường thực tu, cần buông bỏ tâm chấp trước. Tôi thuyết Pháp, nhưng thấy Thầy cầu siêu, cầu an cũng cần. Tôi không làm việc này thì phải có Thầy khác làm. Nếu bài bác thì ai làm? Cầu siêu, cầu an cũng là việc phục vụ quần chúng vậy. Chúng ta cần gắn liền mọi Phật sự với nhau, thực hiện theo tinh thần này thì Phật Pháp mới tồn tại. Hình thức nào cũng được, vì Kinh Pháp Hoa mở ra cho chúng ta phương tiện rất rộng, không có hình thức nào bị loại bỏ. Thật vậy, người cùng cực khổ đau mà nghĩ đến Phật cũng được Phật thọ ký. Hoặc trẻ con nhóm cát làm tháp Phật để chơi cũng được Phật thọ ký. Vì nó nghĩ đến Phật, đến tháp thì Phật đã thường trú trong tâm trí nó rồi. Bài giảng tại Trường Hạ Đại Tùng Lâm ngày 4 tháng 7 năm 2004.